và toàn thể nhân dân đã về dự chương trình giao lưu dân vũ vũ điệu khỏe đẹp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép Thanh Thúy xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và lời chào trân trọng, chúc chương trình thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, được sự nhất trí của huyện hội cấp trên và ban thường vụ đảng ủy xã Vân Nam, hôm nay hội nông dân, hội phụ nữ, hội liên hiệp thanh niên xã Vân Nam long trọng tổ chức chương trình giao lưu dân vũ thể thao vũ điệu khỏe đẹp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tới tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Đức Đồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức, bán chuyên trách Ủy ban Nhân dân xã, ban giám hiệu các nhà trường, bí thư chi bộ, trưởng thôn dân cư, các đồng chí là phóng viên, biên tập viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phúc Thọ, ban chấp hành Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vân Nam, các đơn vị tham gia giao lưu và toàn thể nhân dân đã về dự đông đủ để người chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Thùy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nam lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Nối cả
sâu sắc nhằm thực hiện hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và cuộc vận động bác sạch, nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch và mục tiêu giữ gìn đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt là tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh đau mắt đỏ hiện nay. Kính thưa quý vị đại biểu, trong thời gian qua, được sự quan tâm của các ủy đảng, chính quyền địa phương, phong trào thể dục thể thao có bước phát triển nhanh, khá vững chắc. Các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển. Tỷ lệ nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng gia tăng. Giao lưu là một minh chứng đánh dấu cho sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong nhân dân. Thay mặt Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vân Lan, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý cùng hơn 200 vận động viên về tham dự giao lưu ngày hôm nay. Chúng ta đều vui mừng nhận thấy 6 trên 6 chi hội của 6 thôn dân cư đều tham gia và tuyển chọn được những vận động viên mạnh nhất về dự giao lưu. Tại buổi giao lưu ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo huyện hội, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Vân Lam đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp thể dục thể thao nói chung và phong trào thể dục thể thao trong các tổ chức chính trị xã hội nói riêng, đã tạo điều kiện tốt nhất để ban ngành phối hợp tổ chức giao lưu dân vũ thể thao trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, nông dân, phụ nữ, thanh niên ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các cấp ủy chi bộ, các thôn dân cư đã đồng thời phối hợp chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện về dự và đưa tin. Đài truyền thanh xã đã tích cực tuyên truyền và toàn thể nhân dân đã về dự cổ vũ. Với tinh thần thể thao cao thượng, chúc tất cả các vận động viên biểu diễn đạt kết quả tốt nhất. Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giao lưu dân vũ thể thao Vũ điệu vẻ đẹp năm 2023. Chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc giao lưu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Thị Thủy, đảng ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, về dự chương trình giao lưu dân vũ ngày hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Nam có lá hoa tươi thắm chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vân Nam lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Đức Đồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy lên tặng cờ lưu niệm cho các đồng chí.